Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Khẩu phần bánh mì bị cắt giảm và chất lượng kém, người Cuba đối mặt với cuộc sống khó khăn. Ngày 17 tháng 9, AFA tiếng Việt loan tin, Cuba cắt giảm khẩu phần bánh mì hàng ngày vì khan hiếm nguyên liệu. Theo đó, thứ hai ngày 16 tháng 9, chính quyền cộng sản Cuba đã cắt giảm 25% trọng lượng khẩu phần bánh mì hàng ngày được nhà nước bao cấp. Đây là sự thiếu hụt mới nhất gây khó khăn thêm cho chương trình bao cấp kéo dài hàng thập kỷ do ông Fidel Castro quá cố lập ra. VOA cho biết bánh mì, một trong những loại thực phẩm cơ bản ít ỏi, vẫn được bao cấp ở Cuba, sẽ bị giảm từ 80 g xuống còn 60 g tương đương với trọng lượng của một chiếc bánh quy thông thường hoặc một bánh xà phòng nhỏ. Giá của nó cũng giảm nhẹ, chỉ còn dưới 1 peso, tương đương 84 đồng Việt Nam hoặc 1 phần 3 xu Mỹ. Và đây là hình bản tin trên VOA. Nhưng theo VOA, nhiều người dân Cuba với thu nhập khoảng 4.600 peso một tháng hay gần 370.000 đồng, khoảng 15 đô la, hầu như không đủ khả năng mua bánh mì đắt tiền hơn trên thị trường tư nhân, khiến họ không còn nhiều lựa chọn khác. VOA dẫn lời bà Dolores, một cư dân Havana, nói với một hãng tin quốc tế, khi bà đứng bên ngoài một tiệm bánh mì ngày 16 tháng 9 rằng chúng tôi phải chấp nhận thôi chúng tôi còn có thể làm gì khác không có lựa chọn nào khác voa cũng cho biết tuần trước cuba nói rằng họ đã hết bột mì cần có để sản xuất bánh mì một tình trạng khó khăn mà chính phủ cuba quy cho lệnh cấm vận thương mại của hoa kỳ là một tập hợp phức tạp các biện pháp cấm đoán gây khó cho các giao dịch tài chính toàn cầu của cuba đảo quốc caribe này đang bị thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực nhiên liệu và thuốc men. Tình trạng này đã dẫn đến cuộc di cư kỷ lục của công dân nước này sang Hoa Kỳ gần đó. VOA cho hay, sổ tem phiếu của Cuba, được người dân của hòn đảo này gọi là Libita, từng được coi là dấu ấn lớn của cuộc cách mạng năm 1959 của ông Fidel Castro. Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm được trợ giá rất nhiều cho tất cả người dân Cuba, bao gồm bánh mì, cá, thịt, sữa và các đồ dùng vệ sinh. Ngày nay, chính phủ Cuba gặp khó khăn vì khủng hoảng. Họ chỉ cung cấp một phần nhỏ trong số những sản phẩm đó và chúng thường đến muộn, chất lượng kém hoặc thậm chí là không hề có. Và đây là hình người Cuba biểu tình, phản đối tình trạng khan hiếm nhiên liệu và lương thực. VOA dẫn lời ông Matos, người Havana, nói rằng ông không phát hiện thấy sự thay đổi về kích thước bánh mì ngày 16 tháng 9, nhưng ông không hài lòng với chất lượng. Chất lượng tệ quá, ông nói, ngay sau khi mua khẩu phần ăn của mình, bột có vị như axit. Vẫn theo VOA, chính phủ Cuba nói họ có kế hoạch tăng cường kiểm tra các tiệm bánh mì của nhà nước để đảm bảo chất lượng không bị ảnh hưởng. Được biết, kể từ đại dịch Covid-19, giá nhiên liệu đã tăng 500%, điều này đã gây rắc rối cho Cuba. Nước này chủ yếu sử dụng các nhà máy điện đốt dầu. Hơn nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế ở Venezuela đồng minh và là nguồn cung xăng dầu ít ỏi của Cuba đã khiến nguồn cung này bị gián đoạn. Việc mất điện luân phiên đã xảy ra trên diện rộng ở Cuba. Về thực phẩm, Cuba chủ yếu dựa vào nhập khẩu khoảng 7 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Này do nguyên liệu khan hiếm nên một phần dự trữ ngoại tệ để mua thực phẩm đã phải chuyển sang mua nhiên liệu. Cùng với đó là mùa màng thất bại khiến Cuba phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Những khó khăn này đã khiến các cuộc biểu tình bùng phát từ tháng 3 năm 2024, bắt đầu từ thành phố Santiago rồi dần dần lan sang những thành phố khác. Sau khi các cuộc biểu tình diễn ra, chính phủ Cuba đã liên hệ chương trình lương thực thế giới nhằm cung cấp sữa bột cùng nhiều mặt hàng khác để giải quyết vấn đề thiếu hụt lương thực. Tuy nhiên, vấn đề vẫn chưa được giải quyết và sự bất mãn vẫn tiếp tục gia tăng chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Tô Lâm đối mặt nhiều thách thức. Ngày 16 tháng 9, blog Trần Đông A trên VOA Tiếng Việt bình luận những cái khó của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi qua Mỹ. Tác giả nhận xét, ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ sau nạn hồng thủy hiện vẫn đang tàn phá Việt Nam. Cơn bão kinh hoàng ấy để lại những sang chấn thật nặng nề. Tuy nhiên, cơn bão gia kỳ của lòng người vẫn còn ở phía trước. Và đây là hình bài trên blog Trần Đông A VOA. Tác giả cho rằng Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm giữ hội nghị thượng đỉnh tương lai Liên Hiệp Quốc và phát triển tại buổi thảo luận cấp cao của khóa họp 79 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là để đúc kết kinh nghiệm đảm bảo cho quốc gia, dân tộc vượt qua những khó khăn về kinh tế, xã hội và môi trường có thể còn lớn hơn trong tương lai. Tác giả cho biết khó khăn đầu tiên ông Tô Lâm phải đối mặt là buổi đối thoại chính sách tại Đại học Columbia do giáo sư Nguyễn Thị Liên Hằng, giám đốc Viện Đông Á, Weatherhead điều phối. Buổi đối thoại nằm trong chương trình chính thức của ông Tô Lâm để tạo sự đột phá và thay đổi về tư duy, tăng cường cam kết và hành động. Theo tác giả, thách thức thứ hai cũng cản trở không kém, đó là vụ tấn công vào Đại học Fulbright Việt Nam. Dù Bộ Quốc phòng đã cho hạ một video trường Đại học Fulbright không để cách mạng màu, đổi màu giáo dục trên YouTube. Tuy nhiên, trang tre làng blog.com vẫn cho chạy tiếp bài Vì sao Đại học Fulbright bị chỉ trích tẩy chay Với câu hỏi, liệu Fulbright có thật sự là một công cụ của Washington nhằm thay đổi thể chế chính trị tại Việt Nam hay không? Và đây là hình tổng bí thư, chủ tịch nước, Tô Lâm. Vẫn theo tác giả, khó khăn thứ ba là làn sóng bắt bớ và cầm tù các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước vẫn tiếp tục với cường độ cao. Ngày 10 tháng 9, Hà Nội tuyên án 6 năm tù giam đối với ông Hoàng Tùng Thiện, người đồng sáng lập Đảng Đoàn Việt Nam và kêu gọi đa đảng chính trị. 7 năm tù giam đối với nhà báo độc lập, blogger Nguyễn Vũ Bình về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117. Khó khăn thứ tư, tác giả cho hay, tại phiên họp lần thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 9, đại diện của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Âu đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Cuối cùng, cái khó thứ năm, tác giả cũng cho biết là đánh giá chung của giới chuyên gia về ban giao việc Mỹ không thật khả quan. Tác giả đề cập đến việc website của tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Đà Nẵng trong những ngày này lại lăng xê những dòng trạng thái quen thuộc về cách mạng màu. Do các thế lực thù địch sử dụng để lại hậu quả vô cùng nặng nề về chính trị, kinh tế và xã hội. Đồng thời cảnh báo Việt Nam phải cảnh giác cao trước các thủ đoạn này. Ông Tô Lâm, hội kiến tập cận bình tại Bắc Kinh ngày 19 tháng 8. Tác giả đánh giá đây có thể xem như những lời nhắc nhở của Bắc Kinh đối với Việt Nam rằng cần tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về chống can thiệp, chống ly khai, phòng chống cách mạng màu cùng nhau bảo vệ an ninh chính trị và an ninh chế độ. Tác giả nhấn mạnh giữa các hiệu ứng của những bàn tay vô hình đối với mối ban giao Việt Mỹ không thể không tính đến tam vị nhất thể, thiên thời, địa lợi, nhân hòa vào kỷ nguyên tới. Trong bối cảnh quốc tế đang biến động, đặc biệt với sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, Việt Nam có thể tận dụng sự quan tâm chiến lược của Mỹ và các đồng minh trong khu vực Indo-Pacific để củng cố quan hệ song phương và đa phương. Tác giả nêu vấn đề liệu có thể kỳ vọng rằng chuyến thăm của ông Tô Lâm đến Hoa Kỳ lần này sẽ mở ra những bước tiến mới trong ban giao hai nước, giúp quá giải những mối quan hệ phức tạp và tạo dựng thêm nền tảng vững chắc cho hợp tác tương lai hay không. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Tô Lâm đối mặt nhiều thách thức. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.